xin chào các bác. Cửa hàng lại có một đôi loa giống hệt đôi loa đăng ngày hôm qua. Hôm qua cửa hàng đăng một đôi loa giống hệt này đã bán đấy em nhé. Đây là một đôi loa Sony, hàng bãi zin luôn, 700.000 đồng, 350.000 một chiếc, rẻ hơn cả loa Trung Quốc rồi. Hàng bãi đẹp, hàng bãi đẹp luôn. Đôi loa này màng nó là màng giấy, gần như cao su, và màng giấy nó bám một và theo thời gian thì bám vào anh em nhé, nó bám vào màu theo thời gian. Việc cửa hàng là phải quay rõ và nói rõ những gì của sản phẩm nó có. Còn vẫn nhắc lại với anh em, đôi loa này với giá 700.000 thì mình cũng không nên bắt buộc nó là phải đẹp mini chúng ta, vì nó có 700.000. Quan trọng là góc cạnh đẹp, không bị vỡ nát, cũng như là loa hoạt động ngon, chất âm hay trong tầm tiền. Góc cạnh này anh em có thể thấy. Còn nếu mà cái màng của mặt loa nó đẹp xuất sắc hơn thì cửa hàng sẽ bán giá nó cao hơn 100-200, điều đương nhiên. Còn cửa hàng đã để cái giá như vậy thì mình mua thì mình dùng, quan trọng là chất âm cũng như là độ ngon và âm thanh thôi, độ xịn của sản phẩm. Loa lắp ráp tại Hàn Quốc, CP500 cùng đôi luôn. Hôm qua bán một đôi hệt như này, à hôm nay thì đôi này cửa hàng lại đang thêm 700.000. Anh em nghe trong phòng ngủ, phòng làm việc, hoặc là các bác nào có xe ô tô tải, xe khách thường hay mua thêm những cái loa này để đấu thêm vào trên ô tô của các bác thì chất âm nó hay hơn rất nhiều những cái loa ô tô là đương nhiên rồi. Đường kính loa bát là 12 anh em nhé, loa chép phía trên. Mỗi cái dòng loa đặc trưng của cái dòng Sony là cái loa nó hay làm màng loa là màu trắng và màng giấy, màu trắng và màng giấy, nên là nó khi nó bám bụi theo thời gian thì nó sẽ hằn cái bụi đấy vào đấy luôn, là đặc biệt. Còn với loa mà làm màng carbon thì các bác lau cái là sạch, nhưng nó làm màng giấy thì chắc chắn nó sẽ còn như vậy. Góc cạnh không điểm kê luôn, một đôi loa bãi như này là đẹp keng rồi, sơ xa tí đâu, nhưng mà tổng thể là vượt hết 700.000. Mời các bác nghe to rõ hơn. Sony thì nó sẽ tiếng thiên về âm trầm, ở nó là đặc trưng của âm trầm, ở tiếng ngọt. Chẳng biết đến bao giờ ngồi tựa bàn thuyền buông câu hát đợi chờ. Quay rõ, báo giá rõ, giá là tại cửa hàng, không báo ship vào nhà nhé. Bởi vì có bác ở miền núi, có bác ở đồng bằng, mỗi nơi một giá ship, chả nhẽ cộng thêm 100 thì 800 là báo ship thì nó không hay. Bác ở xa phải chịu tiền ship nhiều hơn bác ở gần.